52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc Hải Yến. Số 28. Ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Pol Pot bất ngờ đồng loạt nổ súng tấn công vào lãnh thổ Việt Nam, dọc biên giới từ quân khu 9 đến quân khu 7. Trên hướng quân khu 9, đòn đánh đầu tiên địch tập trung vào biên giới tỉnh An Giang với lực lượng gồm sư đoàn 2 và lực lượng vũ trang 3 tỉnh, Campot, Kandan, Tà Keo. Chúng tấn công đồng thời vào 14 xã trên toàn tuyến biên giới An Giang lúc nửa đêm. Từ xã Vĩnh Gia, huyện Chi Tôn, theo kênh Vĩnh Tế đến xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, xã Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Phú Hữu, huyện An Phú, xã Vĩnh Sương, huyện Tân Châu. Ngay trong đêm, chúng bao vây đánh chiếm đồn công an vũ trang, biên phòng và các chốt dân quân gồm đồn Lộ 2, cửa khẩu Tịnh Biên, đồn Bắc Đai, chốt dân quân Cua Dâu, xã Nhơn Hội, đồn Mương Hội Đồng, chốt dân quân Vạt Lài, xã Khánh Bình, chốt dân quân ấp Vĩnh Thành, chốt dân quân Chùa Thầy Bảy, xã Vĩnh Sương. Đặc biệt, ở thị xã Châu Đốc, địch đánh vào các ấp Vĩnh Chánh 1, 2, 3, 4 của xã Vĩnh Ngươn. Chúng phát triển đến hãng rượu Vĩnh Phong Long, cách thành PC, nơi đặt trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện nay, chừng 500 mét. Bọn Pol Pot dùng hỏa lực cùng xung lực đánh mạnh vào các đồn Khánh Bình, đồn Đức, xóm Chùa, Vĩnh Sương, Vĩnh Hội Đông của huyện Phú Châu, Tân Châu, An Phú. Dùng cối 82 ly liên tục bắn vào trung tâm thị xã Châu Đốc. Thực hiện chính sách giết sạch, đốt sạch, phá sạch. Trong đêm 30 tháng 4 năm 1977 và ngày 1 tháng 5 năm 1977, chúng đã giết 758 đồng bào ta, làm 600 người khác bị thương, đốt trên 1.000 nhà, cướp đi 33.000 dạ lúa, trên 100 trâu bò và hàng trăm máy nổ, tàu ghe. Ngày 11 tháng 6 năm 1977, địch chuyển hướng tấn công sang tuyến biên giới thuộc tỉnh An Giang. Chúng sử dụng hai tiểu đoàn của Lữ đoàn Biên phòng và một trung đoàn của tỉnh Campot đánh vào khu vực Bắc Hà Tiên và tuyến Giang Thành, Vĩnh Điều với ý đồ chiếm các điểm cao Thạch Động, Sa Kỳ làm bàn đạp đánh chiếm thị xã Hà Tiên. Ở đoạn Vĩnh Điều, Đầm Trích, địch còn chiếm một đoạn dài khoảng 3 km. Về phía ta, ngày 15 tháng 8 năm 1975, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng đoàn đại biểu chính phủ nước ta sang Phnom Penh để thương lượng về biên giới hai nước nhằm ổn định tình hình và củng cố tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. Thực hiện thỏa thuận với Campuchia, trong ngày 15 tháng 8 năm 1975, lực lượng vũ trang quân khu 9 được lệnh rút quân, bỏ ngỏ đảo Polowai, còn gọi là Hòn Ông, Hòn Bà. Lực lượng Khmer Đỏ đưa quân chiếm đóng cho đến ngày nay. Có thể nói, sự nhường nhịn đảo Hòn Ông, Hòn Bà đã tạo ra tiền lệ cho phía Khmer Đỏ lợi dụng, gây rất nhiều khó khăn trong đàm phán thương lượng cho ta về sau. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, qua hiệp thương, hai miền Nam Bắc đã thực hiện thành công cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Từ ngày 1 tháng 5 năm 1976, Bộ Tư lệnh miền chấm dứt nhiệm vụ chỉ huy chỉ đạo quân sự ở địa bàn B2, Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ. Quân khu 7 và quân khu 9 bắt đầu điều hành công việc theo địa bàn mới. Ngày 7 tháng 6 năm 1976, Bộ Chính trị ra quyết định số 2661 NQ-NS trên TU về việc hợp nhất hai đảng bộ quân khu 8 và quân khu 9 và chỉ định đảng ủy lâm thời quân khu. Ngày 7 tháng 7 năm 1976, Trung ương Cục Miền Nam và Bộ Tư lệnh Miền giải thể, hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương Đảng,
Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó. Trong năm 1976, toàn quân khu đã giải quyết cho ra quân 35.815 đồng chí, trong đó có trên 1.000 cán bộ, còn lại là hạ sĩ quan, chiến sĩ. Có rất nhiều đồng chí có kinh nghiệm chiến đấu, quản lý và chỉ huy bộ đội. Lúc này, quân khu chỉ còn lại 3 trung đoàn bộ binh độc lập và 6 trung đoàn binh chủng cùng các cơ quan quân khu. 2 sư đoàn bộ binh 8 và 4 chuyển khung thường trực sang làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế. Các tỉnh đội cũng theo chủ trương của trên tổ chức lực lượng gọn nhẹ, mỗi tỉnh tổ chức một tiểu đoàn bộ binh, một đại đội binh chủng chiến đấu. Huyện có một đại đội bộ binh, xã có một tiểu đội du kích. Lực lượng còn lại chuyển sang làm kinh tế. Các đơn vị sản xuất, làm kinh tế, không biên chế thành đại đội, tiểu đoàn mà tổ chức thành các đội sản xuất, vũ khí niêm cất vào kho, thiếu quan tâm đến sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng thường trực được bổ sung hầu hết là tân binh, được tuyển đợt đầu theo luật nghĩa vụ quân sự. Vào tháng 10 năm 1976, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Về tình hình chung, trên tuyến biên giới quân khu 9, từ cuối năm 1976, để tỏ ra thiện chí hòa bình, các lực lượng cơ động chủ lực của quân khu rút về tuyến sau. Sư đoàn bộ binh 330 có 3 trung đoàn đang xây dựng củng cố ở Vĩnh Long, Tiền Giang và An Giang. Trên tuyến biên giới chỉ còn lực lượng địa phương, một trận địa pháo 3 khẩu ở núi Sam, các đồn biên phòng, an ninh vũ trang kết hợp với 2 bộ phận nhỏ của sư đoàn 4, sư đoàn 8 đang làm nhiệm vụ sản xuất, được bố trí gần tuyến biên giới. Những tháng đầu năm 1977, quân khu đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 1977 như làm thủy lợi, khai hoang vùng Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, xây dựng cơ sở sản xuất. Nhìn chung, trong thời điểm này, ta lo tập trung củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong khi đó, trên tuyến biên giới, bọn Pol Pot đã tập trung lực lượng áp sát biên giới ta. Chúng bố trí sư đoàn 2 và lữ đoàn 13 đối diện tỉnh An Giang, lữ đoàn 2 biên phòng đối diện tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, các tỉnh sát biên giới ta, chúng đều bố trí từ 1 đến 2 tiểu đoàn lực lượng của tỉnh. Ở An Giang, Đảng bộ, quân và dân An Giang đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của Khmer Đỏ khi chúng tiến hành đánh phá biên giới vào ngày 2 tháng 5 năm 1975 và suốt thời gian xung đột biên giới từ ngày 2 tháng 5 năm 1975 đến 30 tháng 4 năm 1977, thì An Giang đã xác định Khmer Đỏ, tức Campuchia Dân Chủ, là kẻ thù, đồng thời xem giai đoạn xung đột biên giới là hành động mở màn cho cuộc chiến tranh toàn diện trên biên giới Tây Nam của Tổ quốc sẽ nổ ra, chỉ còn là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên, vừa chấp hành mệnh lệnh trên, nhưng đề phòng tình huống bất trắc hiểm nghèo, Đảng bộ, quân và dân An Giang đã làm tất cả những việc có thể làm được trong thời điểm đó để sẵn sàng chiến đấu, ngăn chặn quân xâm lược, hạn chế tối thiểu thiệt hại cho ta. Với lương tâm người đảng viên cộng sản, với danh dự một quân nhân cách mạng, tôi xin xác nhận và khẳng định là như thế. Một mặt, chấp hành việc giảm quân thường trực, xếp gọn tổ chức biên chế, đưa lực lượng vũ trang tham gia xây dựng kinh tế, củng cố chính quyền. Nhưng với lý do truy quét tàn quân địch, được sự ủng hộ và chỉ đạo của quân khu 9, An Giang âm thầm tổ chức lực lượng, bố trí các chốt đồn trên tuyến biên giới và các tỉnh như sau. Bố trí trận địa, tận dụng các đồn bốt của quân ngụy Sài Gòn để lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không cho phá, cải tạo lại thành các đồn, các chốt của ta trên tuyến sát biên giới, vận động nhân dân làm hàng rào, che gỗ, cành cây sát đường biên, với lý do là không để trâu bò từ đất Campuchia sang phá hoại lúa, hoa màu. Về tổ chức sử dụng lực lượng,
ở các đồn chốt gần biên giới, bố trí các trung đội công an vũ trang và du kích xã. Lúc bấy giờ, công an vũ trang còn trực thuộc công an tỉnh lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm. Nên khi địch tấn công mạnh, thì đa số các đồn do lực lượng này đảm nhiệm đều không giữ được, rút sớm với nhiều lý do khác nhau. Lùi về phía sau một khoảng là bố trí các đại đội bộ đội địa phương, huyện tham gia làm kinh tế, đào kênh thủy lợi, trồng lúa, hoa màu, đồng thời với huấn luyện nên vũ khí, đạn được mang theo. Phía sau nữa là tiểu đoàn cơ động công an vũ trang bố trí ở cua 13, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, Bảy Núi, vừa huấn luyện tân binh, vừa làm nhiệm vụ cơ động trên tuyến biên giới. Đại đội 385 pháo và đại đội trinh sát B tàu sông của tỉnh bố trí ở Thượng Đăng Lễ, căn cứ cũ của quân ngụy Sài Gòn, và bến tàu của thành PC, thị xã Châu Đốc, căn cứ cũ của quân ngụy Sài Gòn được xây dựng từ thời Pháp. Tiểu đoàn 512 của tỉnh làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế đang đào kênh 8.000 huyện Chi Tôn, nhưng với lý do chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 1977, tỉnh xin quân khu cho về làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cùng công an bảo vệ lễ. Ngày 29 tháng 4 năm 1977, tiểu đoàn 512 về đến thị trấn Nhà Bàn, Tịnh Biên, huyện Bảy Núi, ổn định lại tổ chức biên chế. Ngày 30 tháng 4 năm 1977, khi sư đoàn 2 và lực lượng vũ trang của hai tỉnh Can Đan, Tà Keo của Khmer Đỏ bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới An Giang, đã bị lực lượng vũ trang An Giang đánh trả quyết liệt ngay từ phút đầu, chặn đà tấn công, kìm giữ quân địch, hạn chế rất lớn tổn thất về người và tài sản của nhân dân. Đặc biệt nổi lên là đại đội pháo 385 của tỉnh Châu Đốc và lực lượng vũ trang xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên. Ở thị xã Châu Đốc, lực lượng Khmer Đỏ đánh vào hướng Vĩnh Ngươn, ấp 1234, với ý định tiếp tục tấn công vào trung tâm thị xã Châu Đốc. Các đồng chí đại đội pháo 385 tổ chức sắp xếp lại lực lượng, dùng tiểu liên AK, lựu đạn, phối hợp cùng với lực lượng tại chỗ, thực hành phản kích đánh bật địch ra khỏi xã Vĩnh Ngươn. Ở xã Nhân Hưng, sau khi bị địch đánh bất ngờ và quân địch đã bao vây lực lượng du kích xã ở đồn cây mít, với tinh thần yêu nước và ý chí căm thù quân xâm lược, các đồng chí đã củng cố lại lực lượng, rồi tổ chức phản kích đánh bật quân địch qua bên bờ bắc kênh Vĩnh Tế, giải tỏa được đồn cây mít và khôi phục lại thế trận. Về sau, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nhơn Hưng cùng đồng chí Huỳnh Vũ Hùng được nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Về tiểu đoàn 512, tiểu đoàn 2 vừa mới khôi phục cùng lực lượng tại chỗ đánh địch. Ngày 4 tháng 5 năm 1977, trung đoàn 1 sư đoàn 330 cơ động lên biên giới phối hợp với hai tiểu đoàn của An Giang đánh địch, khôi phục được phía tây sông Châu Đốc, xã Phú Hội và ngã ba Bắc Đai, xã Nhân Hội, huyện Phú Châu, An Phú. Sau đó trong các ngày mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng 5 năm 1977, được pháo binh chi viện tiếp tục đánh địch, khôi phục toàn bộ biên giới huyện Phú Châu từ ngã ba Bắc Đai đến ngã ba Long Bình, dài 11 km. Ta thực hiện nhiều mũi vu hồi qua đất Campuchia từ 1 đến 3 km, diệt nhiều sinh lực địch. Đáng lẽ ra, đến lúc này, ta cần khẳng định chính quyền Khmer Đỏ ở Campuchia là kẻ thù, mặc dù hơi muộn, để có chủ trương khẩn cấp chuyển một phần đất nước phía Tây Nam vào trạng thái chiến tranh, triển khai các biện pháp cần thiết kịp thời đối phó với quân xâm lược. Nhưng vì chủ trương kiên trì giải quyết vấn đề biên giới với bạn bằng đàm phán hòa bình, chủ yếu về ngoại giao, nhà nước ta chưa đưa tin về những vụ tấn công xâm lấn biên giới, tàn sát dân thường Việt Nam do quân Khmer Đỏ gây ra ở tuyến biên giới tỉnh An Giang, Kiên Giang, đòn tấn công thăm dò. Ngược lại,
nhà nước Campuchia Dân Chủ lại tố cáo ta bành trướng xâm lấn biên giới trên thông tin đại chúng ra thế giới và nhân dân Campuchia. Khi Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao ta tiến hành phản đối bằng ngoại giao và đề nghị có cuộc gặp càng sớm càng tốt giữa lãnh đạo cấp cao hai nước để giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia. Phía Campuchia Dân Chủ trả lời, Campuchia không hề có mục đích bành trướng, xâm lấn đất đai của bất cứ nước nào, dù chỉ là gang tấc. Phía Campuchia đề nghị, để một thời gian cho tình hình trở lại bình thường, không có những vụ va chạm về biên giới trên đất liền cũng như trên biển, rồi hai bên sẽ gặp gỡ đạt kết quả tốt. Ngày 23 tháng 5 năm 1977, Quân ủy Trung ương ra chỉ thị cho các lực lượng vũ trang phía Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của ta, không dung thứ bất cứ sự xâm lấn nào của lực lượng khiêu khích phản động Campuchia vào lãnh thổ ta, đồng thời tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Campuchia, tìm mọi cách làm nhụt tinh thần của bọn khiêu khích, tuyên truyền vận động nhân dân bản và tranh thủ sự đồng tình của dư luận, tạo điều kiện ổn định một bước biên giới với Campuchia, đập tan âm mưu chia rẽ các nước anh em trên bán đảo Đông Dương. Trước tình hình quân Pol Pot tăng cường các cuộc tấn công sang đất Việt Nam, ngày 15 tháng 7 năm 1977, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi điện cho các đơn vị. Tiếp tục nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, tiêu diệt lực lượng phản động xâm lược, không được chủ quan thỏa mãn, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, trình độ tác chiến của cán bộ chiến sĩ, việc sử dụng vũ khí trang bị, phương tiện đạt hiệu suất cao, quán triệt chủ trương, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ tổ quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền của nước bạn, vừa kiên quyết trừng trị bọn phản động xâm lược, vừa thực hiện đoàn kết tốt giữa hai nước. Ngày 27 và 28 tháng 7 năm 1977, Thường trực Quân ủy Trung ương triệu tập hội nghị bàn về xây dựng và bảo vệ biên giới, đánh giá các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cố gắng triển khai kế hoạch phòng thủ biên giới. Tuy nhiên, do không lường hết những thủ đoạn dã man tàn bạo của đối phương, nên đã có trường hợp mất cảnh giác để xảy ra những thiệt hại rất lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân mà không đối phó kịp thời có hiệu quả. Cần đề ra một kế hoạch xây dựng tuyến phòng thủ biên giới theo hướng cơ bản lâu dài. Tiếp đó, ngày 6 tháng 10 năm 1977, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra chỉ thị số 238 CTQUTU về nâng cao chất lượng chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc vùng biên giới, bờ biển và hải đảo thuộc các quân khu phía Nam. Chỉ thị nhận định, về căn bản, các đơn vị địa phương đã bảo vệ được đất đai vùng biên giới, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót như việc nâng cao sức chiến đấu của các đơn vị cơ sở còn chậm, bố trí lực lượng còn phân tán, tổ chức chỉ huy nhiều nơi còn lỏng lẻo, chưa nắm chắc tình hình địch, chưa có những cách đánh thích hợp. Chỉ thị xác định, nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng vũ trang là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và hải đảo, từng tấc đất của tổ quốc, tính mạng và tài sản của đồng bào. Ở quân khu 9, ngày 1 tháng 7 năm 1977, Đảng ủy quân khu ra chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, giáo dục, quản lý tân binh nhằm ngăn ngừa việc bỏ ngũ, bảo đảm việc học tập, huấn luyện tốt, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 1977. Nghị quyết Đảng ủy quân khu ngày 16 tháng 7 năm 1977 đánh giá ta vẫn còn khuyết điểm, có đoạn nêu là thiếu tinh thần cảnh giác, thiếu chuẩn bị đề phòng để bị bất ngờ ca tức Khmer Đỏ tấn công thiệt hại lớn cho đồng bào ta ở biên giới, để tân binh đào ngũ nhiều và kéo dài gây ảnh hưởng không tốt trên nhiều mặt cho trước mắt và lâu dài. Để khắc phục tình trạng mà Nghị quyết Trung ương 9 chỉ ra, trên cơ sở chủ trương, phương hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đồng thời tiến hành thực hiện một loạt chủ trương
áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường nâng cao chất lượng cho lực lượng vũ trang quân khu. Trước tiên, đề ra 3 biện pháp cấp bách nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang 3 thứ quân trên tuyến biên giới. Một là nhanh chóng kiện toàn bộ máy chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị. Hai là hoàn thiện các phương án chiến đấu, bảo vệ các khu vực trọng điểm và kế hoạch hiệp đồng tác chiến, sử dụng lực lượng giữa các đơn vị. Ba là đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ và lực lượng chủ lực cơ động, củng cố tuyến phòng ngự, đánh trả kịp thời lực lượng đối phương lấn chiếm trái phép. Tại An Giang, năm 1976, thực hiện chỉ thị của Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9, nghị quyết của Tỉnh ủy An Giang xác định xây dựng và củng cố quốc phòng như sau: tích cực xây dựng, củng cố phát triển lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân, đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng để thực sự là công cụ sắc bén của Đảng bộ địa phương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị sau. 1. Thường xuyên phát động quần chúng, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, tiến hành chốt giữ các cao điểm và kết hợp truy quét, trấn áp, tiêu diệt bọn phản động nội địa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa phương, bảo vệ các cơ quan tỉnh, huyện, xã, bảo vệ kho tàng, cầu cống, xí nghiệp, đường chiến lược. 2. Bảo vệ vùng biên giới của tỉnh, không cho bọn Pol Pot xâm phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân dọc tuyến biên giới. Chấp hành nghiêm chỉnh những quy định hiện tại ở biên giới, tranh thủ tình hữu nghị với bạn. 3. Sản xuất xây dựng kinh tế, nhất là sản xuất lương thực, để góp phần xây dựng tỉnh giàu mạnh, cải thiện đời sống cho bộ đội, tỉnh đội. Thành lập nông trường sản xuất tự túc, bảo đảm 3 tháng ăn theo quy định. Trước sự tấn công đồng thời trên toàn tuyến biên giới An Giang đêm 30 tháng 4 năm 1977, với quy mô lực lượng Khmer Đỏ lớn, gồm Sư đoàn 2, Lữ đoàn 13 và các tiểu đoàn địa phương, giai đoạn đầu do chưa lường hết âm mưu thủ đoạn, cách đánh, tổ chức sử dụng lực lượng, nên lực lượng ta rơi vào thế bị động, không kịp tổ chức, chỉ huy, hợp đồng để đối phó. Nhưng sau đó, do có được nhận thức về đối tượng từ trước và nắm được diễn biến tình hình, cùng ý thức bảo vệ biên giới trong quá trình xung đột vũ trang với địch, nên các lực lượng tại chỗ, trên tuyến biên giới, cùng với lực lượng của tỉnh, đã kiên cường bám trụ, chiến đấu ngăn chặn địch, đồng thời phối hợp với lực lượng cơ động của quân khu 9 tiến hành phản kích, đẩy lui quân địch về bên kia biên giới. Sau khi có quyết định của trên, An Giang tiến hành mở rộng lực lượng nhanh chóng, kịp thời. Về lực lượng cơ động của tỉnh, ngày 23 tháng 6 năm 1977, thành lập Trung đoàn 162, lễ ra mắt ngày 30 tháng 6 năm 1977. Sau đó, thành lập Trung đoàn 24, tiếp theo là ra đời Trung đoàn 163, Tiểu đoàn 7 độc lập, Tiểu đoàn Cao xạ 14, Đại đội pháo 85 ly, Đại đội quân y. Các huyện biên giới thành lập tiểu đoàn, huyện Bảy Núi, huyện Phú Châu. Các huyện thị còn lại đều thành lập đại đội. Quân số đại đội các huyện thị từ 78 đến 185 đồng chí. Lực lượng dân quân du kích có 19.604 người, chủ yếu tập trung ở tuyến biên giới, các huyện thị biên giới. Lực lượng tự vệ cơ quan có 3.092 người, trong đó có 561 đảng viên. Tuy nhiên, về chất lượng so với yêu cầu còn rất hạn chế, đặc biệt là trình độ huấn luyện và kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu. Một vấn đề cốt lõi lúc bấy giờ là làm sao sớm ổn định tư tưởng, tập trung ở đối tượng tân binh, nhanh chóng xây dựng ý chí chiến đấu, giảm thiểu đào ngũ, bỏ ngũ trong lực lượng vũ trang, công an vũ trang và cán bộ, công nhân viên trong bộ máy đảng chính quyền các cấp, đặc biệt là các huyện thị biên giới. Ngày 13 tháng 7 năm 1977, Bộ Chỉ huy Tiền phương của tỉnh được thành lập và triển khai ở thị xã Châu Đốc,
đồng chí Lại Hữu Khai làm chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Hơn, sáu sên, làm chính ủy, để tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng chiến đấu trên tuyến biên giới. Ngày 30 tháng 7 năm 1977, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn cán bộ Trung ương về An Giang kiểm tra tình hình. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra chỉ thị chuyển địa phương An Giang sang thời chiến và Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết chuyển toàn bộ lực lượng vũ trang An Giang từ trạng thái thời bình sang thời chiến. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảy Núi, thị xã Châu Đốc, huyện Phú Châu lên kế hoạch sơ tán nhân dân và xây dựng tuyến phòng thủ biên giới. Ngày 3 tháng 9 năm 1977, Ban Chỉ huy Mặt trận Châu Đốc, khu vực phòng thủ then chốt của tỉnh, được thành lập do đồng chí Lại Hữu Khai, Chỉ huy Phó Tỉnh đội làm chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Hơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm chính ủy. Ban Chỉ huy Mặt trận Châu Đốc đề ra kế hoạch xây dựng tuyến phòng thủ biên giới, củng cố công sự chiến hào phía trước, xây dựng đồn Ba Ông Đá, đồn Chắc Ri, đồn Kho Lúa và đồn Trường Đua Châu Đốc. Lực lượng phòng thủ Châu Đốc lúc bấy giờ gồm 3 tiểu đoàn của Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Tháng 10 năm 1977 được điều đi. Đại đội 2, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 162, Đại đội địa phương thị xã Châu Đốc, Đại đội công an vũ trang xã Vĩnh Ngươn, hai trung đội du kích của xã Châu Phú A và xã Vĩnh Ngươn, 4 đại đội pháo cao xạ 37 ly 21 khẩu, 1 đại đội 12 ly 7 của trung đoàn 210 sư đoàn 7. Về hỏa lực có 7 khẩu pháo 105, 2 khẩu pháo 85 ly nòng dài, 4 khẩu DKZ 75, 9 cối 81 và 82 ly, 6 tên lửa vác vai A72, 5 khẩu đại liên và 1 khẩu 12 ly 7 của tự vệ thị xã Châu Đốc. Đến cuối năm 1977, toàn tỉnh An Giang cơ bản đã chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến. Tháng 9 năm 1977, tập đoàn Pol Pot Ieng Sơ Ri tổ chức lại chiến trường, hình thành 7 quân khu và 3 vùng đặc biệt, xây dựng thêm 2 sư đoàn chủ lực, nâng tổng số lên 14 sư đoàn và 12 trung đoàn vùng. Quân địch chuyển hướng tấn công chủ yếu sang biên giới quân khu 7. Có lẽ vì địa hình quân khu 9 nước lũ đã dâng cao, địch không đủ điều kiện triển khai lực lượng, phương tiện quy mô lớn. Ngày 25 tháng 9 năm 1977, quân Pol Pot huy động 2 sư đoàn, 2 trung đoàn, 7 tiểu đoàn địa phương tấn công đồng loạt vào tuyến biên giới 3 huyện Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu của tỉnh Tây Ninh. Ngày 17 tháng 11 năm 1977, địch lại huy động 2 sư đoàn và lực lượng của vùng 23 mở cuộc tấn công vào khu vực đường liên tỉnh số 13 ở Tây Ninh. Có nơi, Pol Pot thọc sâu vào đất ta 5 đến 7 km, đốt cháy hàng trăm nóc nhà, phá đốt hàng ngàn hecta lúa và hoa màu của nhân dân địa phương. Lợi dụng sơ hở của ta, đêm 21 rạng sáng 22 tháng 4 năm 1978, quân Pol Pot tập trung 3 trung đoàn 12, 13, 14 mở cuộc tấn công bất ngờ từ tỉnh Tà Keo, hình thành nhiều hướng đánh vào chợ Ba Trúc và núi Tượng thuộc xã Ba Trúc, huyện Bảy Núi, Chi Tôn, An Giang. Do lực lượng ta mỏng không đủ sức ngăn chặn và đẩy lùi quân địch, bộ đội địa phương huyện và dân quân du kích xã buộc phải rút lên núi Dài Lớn. Mặc dù đã có chủ trương và kế hoạch sơ tán dân về phía sau, người già, phụ nữ, trẻ em, nhưng một phần do đồng bào Ba Trúc đều theo đạo tứ ân hiếu nghĩa, một phần do thiếu sót của đảng bộ và chính quyền địa phương thiếu kiên quyết trong vận động thuyết phục bà con sơ tán. Khi lực lượng Khmer Đỏ thực hành bao vây thì đa số người dân chạy lên núi Tượng và chùa Phi Lai ẩn náu. Tại chùa Phi Lai, địch vừa bắn vừa ném lựu đạn, hàng nghìn người dân vô tội ẩn náu trong chùa bị tàn sát dã man. Số người chạy thoát ra đến bên ngoài chùa cũng bị chúng bắn chết. Chúng lùng sục lên núi Tượng
truy tìm bắn giết. Số dân ở núi Tượng và ở chợ Ba Trúc trốn chạy ra cánh đồng thì bị địch phục kích, bắn chết hết. Lực lượng Pol Pot bắt nhiều phụ nữ đưa ra đồng hãm hiếp, rồi sát hại họ bằng nhiều hình thức rất dã man. Còn các em nhỏ cũng bị chúng giết hại rất tàn ác. Tội ác giết người man dợ như thời Trung Cổ của bọn Khmer Đỏ làm 3.157 người dân Ba Trúc bị chết trong đợt này. Khuyết điểm lớn về chiến lược của ta trong cuộc chiến tranh biên giới hướng Tây Nam là mất cảnh giác nghiêm trọng, không kịp thời xác định kẻ thù. Việc xác định kẻ thù chưa rành mạch dứt khoát đã đặt chúng ta ngay từ đầu trong tình thế không có chuẩn bị, bị bất ngờ trong việc đối phó với cuộc chiến tranh xâm phạm biên giới. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, việc bảo vệ biên giới chưa tiến hành một cách chủ động và có hiệu quả theo một kế hoạch thống nhất, chặt chẽ, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang và của nhân dân địa phương chưa được phát huy mạnh mẽ. Do đó, để xảy ra những thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của nhân dân mà không đối phó được kịp thời và có hiệu quả, việc bố trí lực lượng còn phân tán, tổ chức chỉ huy nhiều nơi còn lỏng lẻo, chưa nắm chắc tình hình địch, chưa có những cách đánh thích hợp, chưa đánh trả thật thích đáng và chưa thực hiện được tiêu diệt gọn địch. Cũng trong giai đoạn này, ta tiến hành việc di rời triệt để trên 7.000 dân Khmer ra khỏi vùng bảy núi của An Giang vào sâu trong nội địa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào khoảng giữa năm 1978, có lệnh của Trung ương, An Giang phải di rời khẩn cấp, triệt để toàn bộ dân Khmer bảy núi về định cư ở tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang lúc bấy giờ gồm tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang ngày nay. Theo tôi, đây là bài học lớn chúng ta cần quan tâm nghiên cứu, xem xét, rút ra những vấn đề mang tính quyết sách để vận dụng đối phó kịp thời trong tình huống bảo vệ Tổ quốc nói chung và chủ quyền lãnh thổ An Giang nói riêng, trong khi chờ cấp trên tổng kết rút kinh nghiệm. Thứ nhất, vùng Tây Nam Bộ, hầu như địa phương nào cũng có đồng bào Khmer sinh sống, trừ tỉnh Bến Tre. Có tỉnh người Khmer còn đông hơn ở An Giang. Nếu ta di rời đồng bào Khmer từ các tỉnh biên giới dồn về nội địa mà làm công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý không tốt, thì các thế lực thù địch lôi kéo mua chuộc, kích động, tập hợp lực lượng người Khmer tiến hành biểu tình bạo loạn ở các tỉnh nội địa, kết hợp tấn công vào biên giới từ hướng Tây Nam đất nước thì hiểm họa rất lớn. Thứ hai, vào năm 1978, mặc dù tỉnh Hậu Giang tiếp nhận người Khmer từ An Giang, tích cực giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống, nhưng không thể kham nổi bởi phát sinh nhiều vấn đề ngoài tầm khả năng của tỉnh. Đây là một bài học cho hiện tại và tương lai trong việc di rời dân nói chung, nếu không có chủ trương chính sách khả thi, bởi việc vận động đồng bào dân tộc rời bỏ quê hương xứ sở ra đi là việc làm rất khó, nhưng khi đưa họ về ổn định cuộc sống càng khó khăn hơn gấp bội. An Giang phải mất khoảng 40 năm, từ năm 1979 đến 2019, mới cơ bản ổn định an sinh xã hội cho đồng bào Khmer ở Bảy Núi. Thứ ba, đồng bào Khmer Nam Bộ đã theo đảng, theo cách mạng, cùng đồng bào Kinh tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến giành thắng lợi. Mặc dù có một bộ phận phản bội trong từng thời điểm do bị địch mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo, nhưng nhìn chung, đại đa số họ vẫn yêu nước. Vì vậy, ta nên vận động, giáo dục, tập hợp họ lại dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc để phát huy truyền thống chống ngoại xâm như thời kỳ chế độ Lon Nol năm 1970. Trang bị cho họ kiến thức, đủ khả năng tự vệ để làm thất bại âm mưu lôi kéo, phân hóa, gây mất ổn định địa phương, đất nước của kẻ thù. Mặt khác, làm căn cứ chỗ dựa cho những lực lượng chính nghĩa yêu nước như lực lượng yêu nước của Thủ tướng Hun Sen năm 1978, chống lại bè lũ phi nghĩa tàn bạo. Đây là thế trận lòng dân mà nghị quyết đảng đã xác định trong nội dung
tiềm lực về chính trị, tinh thần. Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, ta cần vận dụng để cụ thể hóa thành hiện thực. Chúng ta đều biết, trong chiến tranh có lúc thắng, có lúc thua, nên việc tổng kết cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam có khi đúng, khi sai, thậm chí cả sai lầm nghiêm trọng. Ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, từ trung ương đến địa phương, từ chiến lược, chiến dịch đến chiến thuật, tất cả là bài học rất bổ ích cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai, nếu ta dũng cảm nhìn nhận nó một cách khách quan và trung thực. Biên giới Việt Nam-Campuchia đến thời điểm năm 1977 tiếp giáp 8 tỉnh của Việt Nam: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Sông Bé, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, và 8 tỉnh của Campuchia: Ratanakiri, Mondonkiri, Krachie, Kampong Chàm, Prey Veng, Kandan, Tà Keo, Kampot. Vùng nước lịch sử trên biển Kiên Giang, từ tỉnh Kampot, Kép, Co Kong, Sihanouk Vinh, Campuchia. Bọn Pol Pot đánh sang Việt Nam trên toàn tuyến biên giới và biển đảo một cách liên tục từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1978, từ quy mô nhỏ vừa đến lớn, với nhiều thủ đoạn gian ác, biện pháp dã man tàn bạo, hòng chiếm đất của Việt Nam nhằm phá hoại, kìm hãm, làm cho Việt Nam mất ổn định, không thể tập trung sức lực xây dựng đất nước. Đây là cuộc chiến tranh mang tính chất phòng ngự, bảo vệ các vùng đất đai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, chống lại quân Pol Pot tấn công, lấn chiếm và tàn sát đồng bào, với lực lượng quân đội được huy động rất lớn, thuộc 3 quân khu 5, 7, 9, 3 quân đoàn chủ lực 2, 3, 4 và các quân binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng cùng lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương trên biên giới Tây Nam. Đây là cuộc chiến tranh bắt buộc bảo vệ Tổ quốc, chính nghĩa vì hòa bình, vì độc lập dân tộc và vì tình hữu nghị lâu đời đối với nhân dân và cách mạng Campuchia. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.